Cập nhật về tình hình dịch COVID-19 từ 16 giờ ngày 10 tháng 12 đến 16 giờ ngày 11 tháng 12, Việt Nam ghi nhận 16.141 ca nhiễm COVID-19 mới tại 59 tỉnh, thành phố. Tại tỉnh Phú Thọ, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 11 tháng 12, ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, tại thị xã Phú Thọ 8 ca, huyện Hạ Hòa 6 ca, huyện Thanh Sơn 4 ca, thành phố Việt Trì 3 ca, huyện Cẩm Khê 1 ca, huyện Thanh Thủy 1 ca và huyện Tam Nông 1 ca. Trong các ca mắc Covid-19 mới có 7 trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang và Hà Nội trở về đã được cách ly theo dõi và quản lý. 13 trường hợp đều từ F1 hoặc trong vùng cách ly phong tỏa đã được cách ly theo dõi và quản lý. 4 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Như vậy trong 24 giờ qua toàn tỉnh ghi nhận 27 ca mắc Covid-19 mới. Trong các trường hợp mắc mới, 22 ca đã được cách ly kiểm soát, 5 trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Số bệnh nhân khỏi và ra viện trong ngày là 57 ca lũy tích tính từ 14 tháng 10 là 1.766 ca. Đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ 2, cấp huyện 7 trên 13 huyện ở cấp độ 2, 6 huyện thị thành ở cấp độ 1, bao gồm thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Phú Ninh, Lâm Thao, Tam Nông và Cẩm Khê. Để biết thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh, quý vị hãy truy cập vào bản đồ số tại địa chỉ bản đồ phúthọ gov vn